cổ thành. Hoàng tướng quân xin mời. Dạ hoàng tướng quân xin mời. Thiện hỷ, người muốn giết tại sao? Sống lên! Cảm ơn phương trượng đã cứu mạng. Nơi này không thể ở lâu, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi. Lão nạp đây cũng phải ra ngoài dân du tứ phương. Dạ, xin chào phương trượng. Phương trượng hãy bảo trọng. Huỳnh Dương Hoàng Thái Thú Dương Thật, không biết hoàng tướng quân đường xa tới tận đây nên không kịp nghênh tiếp, xin thứ lỗi. Trên đường hộ tống tẩu tẩu đi gặp huynh trưởng, đi ngang qua Huỳnh Dương Quan, mong được cho qua. Hoàng tướng quân và phu nhân đã đi đoạn đường xa vất vả, xin mời nán lại để nghỉ ngơi. Sáng mai tiếp tục lên đường vẫn không muộn. Hạ hoàng đã cho chuẩn bị một bữa tiệc rượu cho tướng quân, xin mời hãy tới dự. Đa tạ ý tốt của ngài. Chúng tôi đi nhiều ngày, hiện giờ đã mệt, mong ngài có thể để cho tẩu tẩu ta được nghỉ ngơi sớm. Miễn cưỡng chi bằng tuân mệnh. Hoàng tướng quân xin mời. Hãy mau lên. Vừa qua canh hai, rồi hãy lập tức cho thuộc hạ phóng hỏa. Ngươi có biết phòng của quan tướng quân ở đâu không vậy? Bên đó. Tướng quân vẫn còn chưa ngủ. Kẻ nào ở bên ngoài? Dạ thưa tướng quân, tôi là Hồ Bang, thuộc hạ của quan thái thú đây ạ. Vào đi. Đã khuya rồi, ngài tới tìm ta có việc gì? Thưa, tôi phụng mệnh tuần tra, thấy có đèn chưa tắt nên mới tới xem thử. Làm phiền tướng quân, thứ lỗi. Xin tướng quân thứ lỗi. Đã quấy nhiễu ngài, ta thật áy náy. Nhưng có ta ở đây, vậy không cần phải phiền tới ngài. Hồ Bang, ngài làm sao vậy? Xin tướng quân hãy thứ tội. Tại sao lại thứ tội? Dương Thái Thú là thông gia của Hàng Phúc, ông ấy đã hạ lệnh cho tiểu nhân vào canh hai đêm nay phóng hỏa dịch quán, thiêu chết quan tướng quân để báo thù cho Hàng Phúc. Cửa nam là do tiểu nhân coi. Vậy bây giờ tiểu nhân sẽ đi mở cửa. Quan tướng quân, ngài hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Còn ngài sẽ tính sao? Sau khi tướng quân đi, tiểu nhân cho phóng hỏa, mọi thứ cháy hết, Thái Thú sẽ không thể nào biết được đâu. Đa tạ Hồ Bang tướng quân, đại ơn này ngày sau sẽ báo đáp. Đứng lại đó. Nhanh lên. Tên lão tặc Quan Vũ, mau đứng lại cho ta. Dương Thực, thật lòng là ta không có ý muốn giết ngươi. Ta lại muốn giết ngươi. Hít.
đang xem phim tại website tvb.vn. Tẩu tẩu, đã tới sông Hoàng Hà rồi. Chị Công hả? Tẩu tốt quá. Nè, đứng lại. Người có phải là Quan Vũ không? Hả? Chính là ta đây. Tại sao những người lại tới đây? Chuẩn bị qua sông Hoàng Hà đi gặp huynh trưởng Lưu Bị của ta. Lẽ nào ngươi lại quên ân tri ngộ của thừa tướng đối với ngươi hay sao hả? Ta nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay ngươi có mọc thêm đôi cánh thì nhà ngươi cũng không qua nổi sông Hoàng Hà này. Hãy suy nghĩ cho kỹ, ngươi có thể mạnh hơn Nhan Lương và Văn Xú không? Ngươi cũng nên biết rằng nếu như cản ta thì ngươi sẽ gặp hậu quả như thế nào. Đó chỉ là do ngươi may mắn mà thôi. Đáng tiếc hôm nay ngươi đã gặp phải Tần Kỳ này. Đó là do Tần Kỳ muốn chết. Các ngươi không cần phải hoảng sợ. Các ngươi hãy mau chuẩn bị thuyền để đưa ta qua sông. Dạ, Hoàng tướng quân. Hả? Tôn Càn. Hoàng tướng quân, hiện giờ Hoàng Thúc đã di chuyển tới Nhữ Nam rồi. Hoàng Vũ khoan đi đã. Thừa tướng đã ân chuẩn cho ta ra đi, ngươi còn đuổi theo ta làm gì hả? Ngươi ra tay giết người suốt đường đi, bởi vậy ta không tin thừa tướng hiện bây giờ đã ngoảnh mặt làm ngơ với ngươi rồi. Hãy tới đây. Dừng tay. Tướng có lệnh, không ai được cản đường Quan Vũ. Đây là công văn thông hành do chính tay thừa tướng đóng ấn. Quan tướng quân, hãy thay ta đa tạ thừa tướng. Cao từ. Hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân, tại hạ là Trại Nghĩa Ngưu Đồng Sơn Chu Thương, nghe danh tướng quân anh hùng cái thế, nay muốn theo hầu tướng quân, nguyện đi theo tướng quân, xin được làm kẻ dắt ngựa khiên đao, cầu xin tướng quân nhất định phải thu nhận tại hạ. Không được, không được, ta hiện đang trên đường đi tìm huynh trưởng nên không thể nhận ngươi được. Tướng quân à, hãy đưa đao cho thuộc hạ đi. Tướng quân, nếu như Chu Thương thành tâm như vậy, theo như ta thấy, chi bằng ngài hãy vui lòng thu nhận hắn. Dạ. Đây, cầm lấy đi. Tướng quân, lính gác tới báo. Hả? Có một đoàn xe đưa dâu đi ngang qua đây, nghe nói trên xe có rất nhiều châu báu. Ngươi đừng quên, ta là tiểu đệ của Lưu Hoàng Thúc, làm sao có thể là một tên thổ phỉ được? Nghe nói Tân Nương là cháu gái của Hạ Hầu Nguyên, mà họ Hầu không phải là thân thích của Tào Tặc hay sao tướng quân? Có thật không? Đã bao giờ nô tài nói dối tướng quân hay chưa? Hãy nhìn phía trước kìa. Chết thì chết. Có gì đâu mà phải run sợ vậy chứ. Hạ Hầu tiểu thư, thật không ngờ Trương Phi ta lại có thể gặp được nàng ở nơi này.
Để mặt nàng, ta tha chết cho cái gã nhu nhược này. Nhưng nàng làm vợ của cái tên này thì thật là đáng tiếc quá. Đi. Tướng quân, bọn chúng đã chạy hết rồi. Nếu vậy còn số châu báu, chúng ta sẽ tính như thế nào đây? Đó là của Hầu tiểu thư, đừng có mà đụng vào. Đi mau. Trương tướng quân hãy coi chừng. Tiểu cổ tử này. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Thưa lão bá, có chuyện gì? Xin hỏi phía trước là nơi nào? À, đó chính là cổ thành. Ai trấn giữ nơi này? Lúc trước trấn giữ là Ngô Minh, nhưng gần đây Trương Phi tới đã đánh đuổi hắn đi rồi. À? Sau đó ông ấy chiêu binh mãi mã, nói rằng muốn quyết chiến với Tào Tháo một trận đó. Ừ, Tôn Càng tới gặp Việt Đức trước, thông báo rằng ta đã đem nhị vị tẩu tẩu về rồi. Dạ, dạ. Việt Đức. Nè Việt Đức, để sao vậy? Quan Văn Trường, ta không có loại huynh đệ giống ở phụ nghĩa như nhà ngươi. Việt Đức, hãy nghe ta giải thích, mọi việc đều có nguyên nhân. Việt Đức, Văn Trường chỉ là bất đắc dĩ mới phải đầu hàng. Hãy nghe ta, đừng có trách nhầm đệ ấy mà. Tẩu tẩu, hắn xảo kế muốn bắt đệ lập công cho Tào Tháo. Đợi đệ giết tên phản tặc này xong, sẽ mời nhị vị tẩu tẩu nhập thành. Thử nghĩ coi, nếu như ta tới bắt đệ, tại sao lại không mang theo binh tướng? Hả? Vậy đó là gì hả? Bây giờ không còn gì để nói nữa rồi chứ. Quan Vũ, phản tặc nhà ngươi, hôm nay ta phải giết chết ngươi để báo thù cho cháu của ta. Đó chính là tướng của Tào Tháo Thái Dương. Ta sẽ giết chết hắn để tỏ lòng trung thành. Hả? Đang ở Nhữ Nam, bây giờ ta phải lập tức lên đường để tìm huynh ấy. Tức là tốt quá, vậy chúng ta cùng đi tìm đại ca thôi. Không, đệ phải ở lại đây để bảo vệ nhị tẩu. Tướng quân, phía trước chính là lãnh thổ của Diên Thiệu. Tại hạ đi báo tin với Hoàng Thúc trước, xin Hoàng tướng quân ở đây chờ tin tại hạ. Được, đi đường cẩn thận. Cha. Ta đợi ở đây, Chu Thương. Còn dạ, ngươi hãy đi gọi các huynh đệ của ngươi tới đầy mau lên. Dạ. Các bạn đang xem phim tại website tvb.vn. Hoàng Thúc. Hoàng Thúc. Tôn Càn là ngài.
Vân Trường. Vân Trường. Đại ca. Đại ca, đại ca, vất đại ca, vất vả cho đệ nhiều rồi. Đại ca, tại sao đại ca thoát được khỏi chỗ Viên Thiệu được? Quân liên minh với Lưu Biểu cùng mượn cớ đánh Tào Tháo để thoát ra ngoài. Bái kiến bá phụ đại nhân. Là ai đây? Đại ca, đây là tên nghĩa tử mà đệ mới vừa thu nhận. Tên của hắn là Quang Bình. Quang Bình. Được rồi, đứng lên. Đứng lên, tốt lắm. Vân Trường cuối cùng cũng có người kế tục. Chu Thư, sao lại ra nông nỗi này? Dạ thưa tướng quân, thuộc hạ đã bị một gã bạch giáp bạch bào làm cho ra như vậy. Hắn còn chiếm ngoại ngư sơn của thuộc hạ luôn rồi. Vậy tên của hắn là gì hả? Tên tiểu tử đó thật là lợi hại. Thuộc hạ chưa kịp hỏi gì hết đã bị hắn đuổi xuống núi rồi tướng quân. Hay là chúng ta mau đi xem thử đi. Tiểu tử áo trắng, mau ra đây. Tử Long. Lưu tướng quân. Kìa, hiền đệ hãy mau đứng lên đi. Không ngờ huynh đệ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Từ lúc Công Tôn tướng quân chiến bại rồi thiêu mình tự sát, tiểu đệ vẫn luôn đi tìm Lưu tướng quân, và hôm nay đã có thể gặp lại ở đây. Đây thật đúng là ý trời mà. Ta may mắn có được Tử Long cũng giống như là hổ mọc thêm cánh vậy. Hãy đốt sạch sơn trại, tất cả chúng ta cùng đi theo Hoàng Thúc gây dựng sự nghiệp. Đại ca! Đại ca! Dược Đức, Dược Đức, Dược Đức. Lúc mà chúng ta kết nghĩa là ở trong đào viên, hôm nay huynh đệ ta lại cũng tương ngộ trong một vườn đào nở đầy hoa như vậy. Xem ra huynh đệ chúng ta quả có duyên với vườn đào. Thì đệ sẽ bày một yến tiệc trong vườn đào này để cùng ăn mừng và nhớ lại việc ba chúng ta kết nghĩa đào duyên, được không vậy đại ca? Được. Chỉ vì ta mà hai nàng phải chịu khổ. Nếu như không có Vân Trường đã xả thân để bảo vệ, e rằng bọn thiếp đã không gặp lại được chàng nữa rồi. Cuối cùng chúng ta cũng được tương ngộ, ba huynh đệ chúng ta sẽ mãi đồng tâm hiệp lực. Chị Dược Đức, còn cô nương đó là ai vậy? Dạ thưa tiểu nữ là Hà Hầu Thị, mạn phép được ra đây để bái kiến Hoàng Thúc và Quan tướng quân. Đầu đuôi câu chuyện cũng là do cha cô nương ấy muốn gả nàng cho một gã bất tài nhu nhược nên để ra tay. Không, cho nên đệ mới giúp nàng thôi. Chúa công, Lưu Bị và Quan Vũ đã hợp mặt nhau ở cổ thành rồi. Phản tặc! Ta đích thân đi bắt tên tiểu nhân xảo trá lừa đảo này mới được. Chúa công, thuộc hạ xin nhắc ngài một điều. Muốn nhắc ta điều gì hả? Kẻ đại địch ở trước mắt không phải là Lưu Bị, mà đó chính là Tào Tháo.
界最強武将伝三国演義第15話関東の戦い前編、いざいかん民のために。